Kính chúc quý vị luôn an vui, an lành và tràn đầy phước hạnh đến từ nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho. Quý vị có biết rằng chúng ta cũng đang nằm ở trong cái đại dịch coronavirus và chúng ta cũng đang bước vào trong cái mùa hè. Đúng ra là vào ngày 22 tháng 6 chính thức là mùa hè summertime. Nhưng mà bên miền Tây Nam cũng như là Đông Nam thì chúng ta thấy rằng là thời tiết bắt đầu thay đổi. Ở bên ngoài khoảng 80 độ, 90 độ và có những nơi lên đến 100 độ. Và trong những cái dịp cứ là mùa hè thì sẽ có những cái biến chuyển hay là những cái biến động xảy ra như sau. Vào trong giữa tháng 6 trở đi đó quý vị thì là sẽ có những cái cơn kia là thường xảy ra giống như là ở bên miền Đông Nam như Florida thì là sẽ phải đối diện với lại hurricane là bão tố. Rồi phía bên Midwest hay là bên chính giữa của nước Mỹ thì là sẽ phải đối diện với tornado, những cái cơn lốc hoặc là flood. Rồi xong rồi qua bên phía bên Tây đó quý vị, thì trong cái mùa này sắp tới đó thì phải đối diện với lại wildfire, là những cái cơn kia là cháy rừng rất là lớn, chúng ta đã thường nghe hàng năm. Dường như là vào trong cái mùa hè thì những biến cố đó sẽ xảy ra. Cộng thêm là chúng ta đang ở trong cái mùa đại dịch, mặc dù là nó đang đến cái mức độ cao và dần dần đi xuống, nhưng mà trong cái mùa hè này thì cái vấn đề mà cái dịch coronavirus vẫn còn bị ảnh hưởng rất lớn đối với đất nước Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta phải biết là có cái sự lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất là tiếp tục, nó kêu là social distance, là chúng ta phải kêu là cách xa trong cái sự mà gần gũi trong cái xã hội. Luôn cả vấn đề mà trở lại đi làm cũng phải có cái sự cách xa, không có còn gần gũi như lúc trước nữa. Hoặc là khi mà chúng ta không có cần thiết phải đi ra ngoài đó thì nên ở nhà, đúng không ạ? Cách xa càng nhiều càng tốt để mà tránh cái vấn đề mà lây lan. Còn cái lựa chọn số 2 mà dường như tôi nghĩ rằng đa số sẽ phải có quyết định một cách rõ ràng, đó là có nên đến những cái vùng giống như là mát mẻ, có nhiều nơi cái vị rất là nóng mà ở nhà thì là khó chịu, cho nên thông thường họ hay đi biển, nó có gió mát. Mà trong cái kỳ này đó thì chúng ta phải lựa chọn là chúng ta có nên đi biển chỗ đông người hay không. Hoặc là có nhiều người đi park, nhiều nơi họ ở chung cư và nhà nó chật chội và nóng bức, cho nên thông thường đi tìm những cái khu công viên mát mẻ để họ ngồi, họ nghỉ ngơi trong cuối tuần. Thì cũng phải sự lựa chọn là có nên đi hay không. Rồi có những nơi giống như là những cái mall. Mùa hè thì người ta đi mall rất nhiều tại vì là nó mát. Đó là một vài cái điểm mà chúng ta cần phải lựa chọn, là mình có sẵn sàng take cái risk để mà mình bị lây lan hay là mình phải ở nhà hay là cách ly. Đó là sự lựa chọn mà chúng ta cần phải làm vào trong cái mùa hè này. Đặc biệt quý vị, nếu mà hurricane tới, nếu mà tornado đến và nếu mà wildfire nó xảy ra giống như hàng năm, thì có những cái center là cái nơi mà trú ẩn an toàn đó, họ mở ra, thì chúng ta cũng phải có cái quyết định là chúng ta đến cái chỗ đông người để cái là lánh nạn, nguy hiểm, disaster, hay là chúng ta phải ở nhà để đừng có rơi vào cái tình trạng là lây lan cái dịch này. Khi mà nghĩ đến đây thì chúng ta thấy cũng phiền rồi đúng không ạ? Một cái mùa hè sắp sửa tới đây mà biết bao nhiêu cái vấn đề lo lắng hoặc là sự lựa chọn. Thế cái việc những cái lựa chọn đó là cái lựa chọn tuy nó rất là quan trọng,
Nhưng mà nó không quan trọng bằng một cái sự lựa chọn mà trong Kinh Thánh nói. Và quý vị biết đó là lựa chọn gì không? Lựa chọn là tin hay là không tin. Mà quan trọng điều gì? Nó quan trọng đến cái cuộc sống của con người của mình. Về cái phần thể xác thì chưa nói, nhưng mà về linh hồn của mình, nếu mình không lựa chọn đúng đó quý vị, nó sẽ ảnh hưởng đến cái linh hồn, đến cái sự sống vĩnh cửu của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, để tôi đọc cho quý vị nghe, trong lời của Chúa nói đến sự lựa chọn, và tôi tin chắc rằng lựa chọn này nó còn quan trọng hơn cái lựa chọn mà tôi vừa nói trong cái mùa hè sắp tới đây. Thì trong Giăng đoạn 3 câu 16 trở đi có chép như sau. Xin quý vị nghe nhé. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện qua Giăng 3 16 này. Và Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người sống trong thế gian này. Và Ngài đã làm một việc, một cái việc rất là quan trọng, đó là Chúa Giêsu từ trời xuống thế gian này, chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để chi ạ? Để mà tha tội cho chúng ta. Và Chúa Giêsu đã sống lại như chúng ta đã được nghe, hầu cho nếu ai tin Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc đời sống của mình, linh hồn của mình, thì người đó sẽ được sự sống đời đời mà không bị hư mất hoặc là bị diệt vong. Quý vị ơi, đây là một sự lựa chọn rất cần thiết và tôi thấy nó rất quan trọng cho mỗi một người chúng ta được nghe những điều này. Và câu 17 có chép, và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Cảm ơn Chúa quý vị, tình yêu của Chúa Trời rất là bao la. Và Chúa Giêsu đã thể hiện cái tình yêu đó. Và Ngài đã đến thế gian này không phải để lên án mình, không phải để xét đoán mình, nhưng mà để cứu chuộc mình. Bây giờ chúng ta phải có sự lựa chọn. Lựa chọn là chúng ta có tin hay là chúng ta không tin. Chúng ta tin Chúa Giêsu đấng cứu chuộc mình hay là chúng ta phủ nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Thì câu 18 có nói đến những điều quan trọng như sau. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu. Khi mà tôi và quý vị mở lòng ra tin Chúa Giêsu thì theo Kinh Thánh cho chúng ta biết đây là lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bị xét đoán về tội lỗi của mình nữa. Vì Chúa đã gánh hết rồi. Chúa đã trả xong rồi trên thập tự giá. Chúng ta chỉ tin thì chúng ta sẽ được xưng công bình và được cứu mà thôi. Còn nếu ai không tin, câu 18 nói rất rõ, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, cái vấn đề sống và chết hay sự sống đời đời trong Đức Thiên Đàng hay là sống đời đời dưới hỏa ngục, chỉ có một cái điều mà đòi hỏi từ nơi Chúa là tin hay không tin mà thôi. Đó là sự lựa chọn của tôi và quý vị. Riêng cá nhân của tôi thì tôi đã biết mình tin Chúa rồi, vì tôi biết mình không tự cứu mình được. Nhưng còn quý vị thì sao? Quý vị có bao giờ mở lòng tin nhận Chúa chưa? Có lẽ trong vòng quý vị nói rằng tôi tin rồi, cảm ơn Chúa. Với cái lòng tin đó, chúng ta qua lời hứa và quý vị chọn lựa đúng thì quý vị được tha tội và được sự sống đời đời. Chúc mừng quý vị. Còn nếu quý vị nói tôi chưa bao giờ tôi tin Chúa, tôi có nghe nhưng mà tôi chưa bao giờ tin. Quý vị ơi, nếu mà quý vị ở trong cái tình trạng đó, quý vị có muốn tin Chúa ngày hôm nay không? Nếu quý vị muốn thì chút nữa tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tin Chúa nhé. Còn một số quý vị nói, ồ, tôi không có tin cái chuyện đó đâu. Cái chuyện đó chuyện mơ hồ, chuyện đó là chuyện kia là khó tin lắm. Nếu quý vị mà không tin và cố chấp như vậy thì lời của Chúa nói, nếu mình phủ nhận không tin thì mình sẽ bị hư mất
linh hồn mình sẽ bị diệt vong hay là chết mất đời đời nhé quý vị, ở dưới hỏa ngục. Tôi ước ao rằng nếu quý vị là người số 3 đó thì chúng ta hãy suy nghĩ lại. Chúng ta hãy lựa chọn cho đúng. Bởi vì không thì chúng ta sẽ mất, và mất tất cả, mất luôn linh hồn mình. Nếu quý vị là người số 3, quý vị muốn tin Chúa, thì giờ đây tôi xin hướng dẫn quý vị mở lòng ra cầu nguyện tin Chúa nhé. Rất là đơn giản thôi, không gì khó hết quý vị ạ. Quý vị chỉ cần nói điều này với tấm lòng chân thật của mình. Quý vị nói như sau: lạy Chúa, con là kẻ có tội. Con biết con không tự cứu mình được. Nhưng mà nay con đã được nghe tình yêu của Chúa. Ngài đã đến thế gian, đã chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để mà tha tội cho con. Xin Chúa, hãy viết tên của con. Tên quý vị tên gì? Tên tôi là Quang Nguyễn. Quý vị tên gì nói lên. Xin hãy viết tên của con vào trong sách sự sống của Chúa. Và qua lời hứa của Chúa rằng nếu ai tin Chúa Giêsu chết cho tội lỗi mình và 3 ngày sau Chúa sống lại, thì người đó, thứ nhất, tội được tha, và thứ hai, linh hồn được cứu. Xin Chúa cứu con và tha tội cho con. Con tin dòng huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch tội lỗi của con. Và con xin Chúa ngài cho con để Chúa, làm chủ trong cuộc đời con. Xin Thánh Linh của Chúa ngự trị vào lòng con trong giờ này, bởi vì con thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa. Và quý vị nói, con xin thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu quý vị tin điều đó, nếu quý vị chọn điều mà tôi vừa hướng dẫn quý vị cầu nguyện, thì quý vị có biết điều gì không ạ? Quý vị đã chọn đúng, và quý vị là người có phước nhất, bởi vì quý vị đã được nước thiên đàng vĩnh cửu bởi vì tin Chúa Giêsu. Xin Chúa ngài ban phước cho quý cụ, quý bà và anh chị em, và mong rằng đây là một cái thời giờ ngắn ngủi mà tôi chia sẻ với quý vị, và quý vị hãy chia sẻ lại với những người cần biết tình yêu của Chúa và cần tin Chúa để được sự sống đời đời nhé. Chúa ban phước quý vị. Gặp lại quý vị vào ngày hôm sau. Amen.